hưởng ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, rất nhiều vùng đất ở Việt Nam đang bị chịu sự xâm thực của nước biển. Và cũng vì lý do này, ngày hôm nay tôi cùng với bà con nông dân xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã cùng nhau trồng rừng ngập mặn để có thể bảo vệ 20 km bờ đê bao quanh xã. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải trồng hoàn chỉnh, đúng kỹ thuật 1 hectare rừng đước trong sáng hôm nay. Do đó, bà con nông dân đều rất nhiệt tình đến từ sáng sớm để nhận quả giống. Về phần mình, tôi lại đang hơi lo lắng, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được ra biển trồng cây. Anh Tuấn, trưởng đoàn đã hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi những kiến thức cần thiết trong việc trồng cây đước. Rất đơn giản thôi, bởi vì đây là cái mầm. Em chỉ cần cắm khoảng 15cm, 15cm. Xuống cắm thẳng vào đất, cắm thẳng xuống thì nó sẽ mọc rễ ở chỗ này. Và đây là mầm của cây đước. Và cây này nó chịu mặn rất tốt. Anh ơi, thế thì những cái mấu ở cây này là gì ạ? À, những cái mấu này là nó là bộ rễ đấy em ạ. Khi mình cắm xuống đất thì rễ này nó sẽ trực tiếp nó sẽ ra và hút dinh dưỡng và nó sẽ nuôi mầm. Vâng. Anh Tuấn còn giải thích cho tôi biết vì sao cây đước được coi là thành phần chính của rừng ngập mặn. Bởi nó là loại cây ưa mọc trên đất bùn mịn, nơi có nước mặn hoặc lợ thủy triều lên xuống định kỳ. Độc đáo của cây đước là ở bộ rễ, bao gồm rễ cọc và rễ phụ. Rễ cọc thì nhỏ cắm sâu xuống đất, còn rễ phụ thì rất lớn, mọc tu tủa xung quanh gốc, giữ thăng bằng cho cây đứng vững. Đến tuổi trưởng thành, cây đước có thể cao từ 20 đến 30 mét. Sau đó, bên cạnh các giá trị về đa dạng sinh học, rừng đước ngập mặn còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, hạn chế bão lũ, triều cường. Khi mức nước biển dâng cao, chúng ta phải đối diện với nguy cơ mất đất. Trước thảm họa đó, rừng ngập mặn tỏ ra có tác dụng hơn cả khi nó giữ được đất và phù sa để rồi tạo nên một vùng đất mới. Thật mừng là nhận thức của người dân ở vùng biển này về rừng ngập mặn đã thay đổi, từ chỗ họ không quan tâm, thậm chí còn phá rừng cho nhiều mục đích khác, thì nay người dân đã hăng hái đi trồng và bảo vệ. Cháu đã đi trồng rừng cũng khá là nhiều lần, nhưng mà việc trồng rừng ngập mặn thì đây là lần đầu tiên ạ. Và cháu cảm thấy rất là khác so với việc trồng trên cạn. Thậm chí là vừa nãy cháu còn bị lún sụt nữa và mãi mới bước chân lên được. Lún như cô này thấm vào đâu, hồi bọn tôi trồng nó còn lún nước ngập lên tận thế này mà bọn tôi cứ vẫn thích, bà con vẫn ham, vẫn muốn trồng. Trồng này nó mang ích lợi lại cho dân, sau này từ đời con đời cháu nó vẫn được hưởng cái rừng ngập mặn của ta đang trồng hiện giờ này. Vâng, vì thế mà ngày hôm nay thì tuy mưa nhưng cháu thấy bà con vẫn rất là nhiệt tình trong việc trồng rừng. Vậy thì bác cháu ta sẽ cùng tiếp tục thôi. Cái việc này nó vất vả nhưng bà con vẫn thích. Được bà con và anh Tuấn hướng dẫn, bây giờ tôi đã trồng cây thành thục không kém rồi nhé. Bãi bồi ngập mặn hơn 1 hecta đã được phủ kín qua nước. Ơi, mệt không em? Không ạ, em cảm thấy vẫn rất là hào hức muốn đi trồng tiếp nữa anh ạ. Lần sau em nhớ về quê anh tiếp tục tham gia trồng rừng với bà con. Vâng ạ. Cảm ơn em. Sau một thời gian tương đối dài, 3 tiếng đồng hồ, anh em chúng ta cùng với bà con đã trồng hết 5 tạ quả giống. 5 tạ? Ừ. Công việc của em trong một thời gian rất ngắn đã góp sức rất lớn trong công việc phòng ngừa ứng phó với thiên tai cho bà con, nhất là biến đổi khí hậu trong thời gian gần đây, nhất là sóng triều cường này, rồi là sóng đánh vào bờ đê và nhất là bảo vệ được cái bờ muối cho bà con xã An Hòa. Được đi trồng rừng với bà con nông dân ở nơi đây, tôi mới thêm hiểu ra rằng chỉ với những mầm xanh nhỏ bé như thế này nhưng bằng bàn tay vun trồng và chăm sóc của người dân thì đều có thể trở thành những cánh rừng xanh bạt ngàn, che chắn và bảo vệ con người trong những mùa bão lũ. Và những câu chuyện về cánh rừng ngập mặn ngút ngàn trước mắt sẽ còn hấp dẫn tôi trong hành trình khám phá tiếp theo. Em nghe nói hình như là quả của cây sáp thì ăn được đúng không anh? Ừ, vẫn ăn đấy. Người dân nếu như nghe người xưa họ kể, người dân họ kể đấy, trong những năm đói mà không có gạo, không có lương thực ấy, thì người ta vẫn dùng cái quả sáp này để thay cho lương thực, thực phẩm. Chúng ta sẽ di chuyển ra rừng ngập mặn bằng con thuyền nhỏ này. Bằng thuyền này ạ? Ừ. Dạ vâng ạ. Vào rừng thuyền nhỏ mới đi được. À, vâng ạ.
Ngay lúc này đây thì tôi và anh Tuấn sẽ cùng nhau di chuyển vào rừng ngập mặn. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng tôi ở phía trước. Các bạn hãy cùng theo chúng tôi nhé. Nếu như trước đây chưa có khu rừng nước này, vùng cửa biển của Quỳnh Lưu có những chỗ bị bào mòn sâu đến hơn chục mét, thì nay nhờ rừng ngập mặn, nó đã giữ lại phù sa, trở thành những bãi bồi rất màu mỡ. Do đó, để vào rừng ngập mặn, bà con chỉ dùng thuyền nhỏ mà đi. Trước đây, rừng ngập mặn ở xã An Hòa bị tàn phá nghiêm trọng bởi nạn phá rừng nuôi tôm. Nhưng rồi khi rừng mất, các mùa tôm cũng bị thất bát theo. Đến năm 1997, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai dự án trồng và bảo vệ rừng ngập mặn cho 40 tỉnh thành ven biển. Nhờ đó mà xã đã phục tráng được hơn 50 hectare rừng nước đang độ tuổi trưởng thành. Với chiều cao từ 5 đến 7 mét đã trở thành lá chắn xanh của khu vực ven biển, giúp người dân tránh được những rủi ro từ thiên tai và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Mình thử lên cây này xem, độ chắc của nó như thế nào. Đúng lên đây ấy ạ? Ừ, lên cây. Liệu nó có gãy không anh? Em không nghĩ là nó có thể chịu được sức nặng của hai anh em mình đâu. Đấy thế nào được. Bộ rễ nó không chỉ khỏe để bám trụ vào đất mà nó còn cái cành của nó rất dẻo và dai. Đấy. Nhưng em vẫn thấy lo lắm, anh có thể thử trước không? Anh thử cho, nó rất chắc mà. Vâng ạ. Đấy, cho dù là báo cấp 12, cấp 14, giật trên cấp 14 nó vẫn đứng yên. Vâng. Nó trở thành là bức tường thành của nhân dân vùng biển đúng không ạ? Vâng. Ngay lúc này đấy thì em cảm thấy rất là yên tâm khi đứng trên cây này và chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị của em. Tôi còn nghe anh Tuấn kể lại, năm 2001, một cơn bão lớn đổ bộ vào An Hòa. Những tưởng sẽ đe dọa nặng nề đến cuộc sống của bà con, nhưng thật may, nhờ các dải rừng ngập mặn mà toàn bộ bờ đê quanh xã đã không bị hư hỏng. Bên cạnh đó, rừng ngập mặn còn là môi trường sinh thái vô cùng lý tưởng cho rất nhiều loài động thực vật ven biển phát triển. Với 15 loại cây rừng ngập mặn, 100 loại chim, thú, thủy hải sản, đây đang dần trở thành một khu vực có đa dạng sinh học lớn. Đấy Nhung ơi, lúc nãy anh giới thiệu với em đúng không? Rừng nước không chỉ mang lại cái nguồn lợi thủy sản, mà ở đây em thấy hoa nước rất nhiều và nó rất thơm. Người ta còn nuôi ong ở trong này. Hoa nước này dùng để nuôi mật ong ạ? Ừ, người ta vẫn nuôi ong ở trong rừng nước đấy. Anh ơi, vậy thì trong khu rừng này thì có những loại hải sản gì ạ? Có rất nhiều em ạ. Ở đây không chỉ là cái trồng nuôi ong mà đây là cái nơi trú ngụ của tất cả các loài tôm, cua. Anh ơi, hình như ở đằng kia có rác hay sao ấy? Đấy ạ. Đấy ạ. Đấy không phải là rác, mà đấy là người dân, người ta thả những cái lồng, cái đó, cái đăng để người ta bắt cái nguồn lợi thủy sản ở trong rừng nước này, chứ không phải rác đâu. Chúng ta cùng ra xem ở trong đó có con gì anh nhá. Ừ, thử xem. Có đấy Nhung ạ. Rất nhiều đấy ạ. Rất nhiều. Ôi, rất là nhiều cua. Đây là cua đúng không cua? Đây là con rạm. À. Nó nhỏ hơn cua. À, tức là lại không phải là cua mà là rạm. Đây là con rạm, con rạm. Em thấy còn có cả cá mắc ở đây nữa cơ ạ. Con rạm này là rất nhiều ở trong rừng ngập mặn mà nó rất béo. Rất ngon, chắc là trả lại cho bà con nhỉ? Vâng ạ. Đúng không? Không phải là rác nhá. Vâng ạ. Anh ơi, từ nãy đến giờ thì chúng ta đã đi được gần hết khu rừng ngập mặn này chưa ạ? Chưa, chúng ta mới chỉ đi được 1/3 thôi. 1/3 của khu rừng ạ? Ừ. Vậy thì bây giờ làm thế nào để em có thể thấy được toàn cảnh khu rừng không ạ? Toàn cảnh khu rừng này á, anh sẽ nói bọc lại đỏ. Anh có thể cho em đi vào chỗ nào mà có thể nhìn cho cô bé này, cô nhìn được toàn cảnh của khu rừng mình anh? Theo sự chỉ dẫn của bác lái đò, chúng tôi đã tìm đến bãi cò giữa rừng ngập mặn. Quả đúng như những gì bác lái đò kể, hàng chục năm nay, bãi cò này đã trở thành ngôi nhà yên bình cho rất nhiều giống chim hoang dã của vùng biển Nghệ An. Điều đáng nói là người dân ở đây không bao giờ săn bắn chim, thú cũng như chặt phá cây rừng. Lẽ vì thế mà rừng ngập mặn Quỳnh Lưu đang dần trở thành một nơi đất lành chim đậu. Hạnh phúc tuyệt vời là cảm xúc của tôi ngay lúc này khi được đứng giữa cánh rừng ngập mặn bao la, chiêm ngưỡng những đàn cò trắng bay dập trời. Và tôi chỉ mong sao trên khắp dải đất chữ S của Việt Nam, mỗi con người thì đều có thể sống thân thiện và chan hòa với môi trường như những người dân ở mảnh đất nơi đây.